Chào mừng các bạn đã đến với kênh DNDA. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bybit để chúng ta tham gia vào chương trình IDO thể thức 2.0 đầu tiên ở trên Bybit Web3. Trong trình IDO này thì chúng ta sẽ đến với dự án LayerNet, một dự án gaming layer trên Telegram hay là mini upper trên Telegram đấy. Token của dự án là con NET và giới thiệu với anh em một chút về NET. Trước tiên là ở đây thì CryptoRank cũng đã chia sẻ về cái IDO này. Đấy. Đây là cái thông tin mà chúng ta có thể xem sơ qua. CryptoRank đó cũng chưa thống kê đầy đủ, chúng ta không có thông tin về phần gọi vốn. Nhưng mà trên này thì các bạn thấy là mình cũng đã tìm được contract của NET ở đây. Thì contract của nó là 8 contract ở trên mạng Ethereum và có tổng cung là 800 triệu NET. Ở thời điểm hiện tại thì NET đã bắt đầu phân bổ một chút về phần token ra ví, và đây các anh em có thể thấy là có lẽ đây là cái ví smart contract ở bên phía Bybit này, họ đã phân bổ 15 triệu NET ra cho Bybit, còn đây là con số còn lại. Đấy. Với dự án này thì chúng ta sẽ tham gia ở trên Bybit với mức giá IDO là 0,01, tức là họ định giá của dự án. Đây, em sẽ nhân đây này, 800 triệu nhân 0,01, định giá là ở cap 8 triệu đô. Đây, mức cap rất là rẻ với một cái dự án bot, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là gần đây thì với những cái dự án bot gần đây NIT mà thấp nhất thì nếu mình nhớ không nhầm ấy là cap nó đã định hình được cái mức là khoảng 24 triệu, chứ là con này thì anh em nếu mà trúng thì cầm chắc vé khoảng x2 x3 rồi. Đấy, còn cái cao hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng, bởi vì là bên Bybit thì thường thường là NIT giá đẩy rất là tốt. Đấy. Và trong thể thức IDO này thì anh em cần phải chú ý để mình có thể hướng dẫn cho anh em. Chúng ta sẽ có thời gian đăng ký từ lúc 17 giờ ngày 18, tức là chiều hôm qua chúng ta bắt đầu đăng ký rồi. Và sau đó chúng ta sẽ quay số vào lúc 10 giờ ngày 25. Đấy, 17 giờ 25, và sau đó thì chúng ta sẽ claim vào lúc 17 giờ 15 ngày 25. Sau đó thì phân bổ vào ngày 26 anh em nhé. Đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái thể thức mới, vì vậy nên chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Đây, nó sẽ có cả chính sách refund và chính sách tham gia IDO Webstar IDO. Đấy. Ở đây thì có lẽ mình sẽ dịch ra một chút ở trong thời gian subscribe này. Đây, trong ảnh thì cũng đã có cái ảnh minh họa chúng ta. Và khi các bạn đăng ký vào chương trình IDO 2.0 ấy thì các bạn sẽ có các cái nhiệm vụ. Đấy, khi ấn nút đăng ký xong thì chúng ta có nhiệm vụ là hold tài sản này, mời người dùng này và kiếm ticket các thứ đấy. Rồi tích lũy điểm IDO đấy, đây là tích lũy điểm và tích lũy điểm này. Đấy, sổ số này. Đó. Các hình thức khác, các bạn nếu bạn thắng thì các bạn sẽ đến quy đổi vé ra. Đấy. Nhìn chung là cũng khá là dễ thôi, đúng không ạ? Đấy. Thì tức là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để tăng cái số vé lên. Còn ở trong cái thể thức này ấy, thì còn có cả cái phần refund nữa. Thì mình cũng muốn cho anh em tìm hiểu về chính sách hoàn tiền ở bên này. Đấy, bối cảnh công nghệ tài chính này. Nếu trong 2 tuần đầu kể từ sự kiện tạo mã thông báo và giá mã thông báo trung bình giảm xuống dưới giá ban đầu thì người tham gia được kích hoạt chính sách hoàn tiền Web3. Được tính bằng giá đóng cửa chia cho 7 x 24, tạo hoàn tiền người dùng tham gia điều kiện hoàn toàn bộ lại số tiền 100%. Đấy, anh em thấy là ở đây này, chính sách hoàn tiền đây anh em thể thấy nhé. Và đây còn chính sách hoàn tiền không phải 100% này. Đấy. Cho các lần phát hành tiếp theo và cơ chế hoàn tiền theo ngưỡng giá này. Hoàn tiền được xác định bởi điều kiện TGL số token còn lại giới hạn mức 100%. Ví dụ với các tình huống này. Ok, đấy thì ở đây cái tình huống, cái cơ chế hoàn tiền rất là rõ cho anh em. Nếu mà TGL 100% thì giá suy thoái, người dùng nắm giữ 5% số token, phần còn lại chuyển nhượng hoặc bán thì mới còn tối đa là 5%. Đấy, tùy thuộc vào cái lượng anh em còn nắm giữ ở trên ví Web3 nha. Nếu mà anh em đã chuyển đi ấy thì sẽ không thể được tính đâu, kể cả anh em có chuyển lại thì cũng không được hoàn tiền nữa. Đấy. Còn nếu mà TG 2% ổn định trong một tuần thì 2% không được hoàn lại, mức hoàn lại tối đa là 8%, được chưa? Đấy, thì anh em lưu ý phần này cho mình. Trách nhiệm của người dùng thì người dùng sẽ cần phải trả cái phí ga phát sinh. Đấy. đó, và những cái thông tin cụ thể. Đấy, thì anh em lưu ý cái phần quy trình hoàn tiền ở trong cái phần ví dụ về tình huống nha anh em nhé, để chúng ta biết được cái vấn đề này. Thế nên anh em cần phải hiểu sâu một chút. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tham gia, thì chúng ta hãy hiểu đơn giản. Bây giờ cũng vẫn như mọi khi là chúng ta vẫn nút tham gia. Bây giờ có chính sách hoàn tiền và có, ta có thể kiếm point thông qua các nhiệm vụ. Đấy, chúng ta ấn vào nút subscribe để chúng ta đăng ký nhé. Đấy, subscribe để đăng ký, và sau đó thì các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ tăng số điểm bằng cách hold tài sản. Thì đối với dự án này nó sẽ xem lại Ethereum, vì vậy nên là khả năng là anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho mình ETH và chuẩn bị USDC để sau này các bạn có thể tham gia. Đấy thì nói chung là anh em trúng thì anh em có mới cần, còn không trúng thì cũng chưa cần vội. Đấy, anh em cần phải hold mà không biết là hold nhiều hay hold ít nữa. Deposit đây này, có phần deposit, có thể deposit vào đây. Đó, thì anh em ở đây nó cũng đã mặc định chuyển cho tài đến mạng Ethereum rồi. Rồi còn có cả cái wallet mời nữa, wallet mời này, này như thế nào nhỉ? Bị lỗi anh em ạ, bị lỗi, tức là mình đăng ký rồi nhưng mà cái thể thức mới là ấn vào thấy lỗi. Kiếm ticket cho 3 lần này. Nhận về tối đa 3 lần IDO không thành công. Đấy. Rồi mời người dùng, bạn sẽ nhận 30% bonus score từ người dùng. Đây, ví dụ anh em ấn nút mời đây này thì các bạn sẽ có link mời để mời. Còn cái hold tài sản này thì chúng ta cần phải hiểu sâu hơn về cái hold tài sản một tí. Ở đây trước tiên là mình đã có một vé rồi. Còn cái hold tài sản như thế nào, hold tài sản như thế nào thì không biết là hold nhiều hay hold ít nữa. Có lẽ là hold càng nhiều thì càng nhận được nhiều. Đây kiếm point này, kiếm coin Scott này, đây chúng ta dịch ra nhé. Kiếm điểm, hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm điểm, điểm càng cao càng nhận nhiều vé số gọi từng gặp này. Hold tài sản. Không biết là hold bao nhiêu, nó không ghi cụ thể nên là không có căng mốc anh em ạ. Tích lũy điểm IDO. Nó không ghi rõ là chúng ta sẽ đây là cái số điểm rồi, đây rồi có số điểm rồi, phạm vi điểm phân bổ vé này, điểm IDO 0 đến 29 thì chúng ta phân bổ một vé này. Đấy. Ở đây tối đa thì anh em nhận được 60 vé, số lượng tiền thắng tối đa là 5 vé. Đấy. Nó sẽ có cái mức phân bổ. Ở đây thì chúng ta sẽ không có ảnh chụp nhanh tối thiểu, không giống như IDO trước thì IDO 2.0 không yêu cầu nhanh tối thiểu tham gia, từ đó tất cả dựa trên tự động tính điểm dựa theo lịch sử tài khoản. Ai chưa toàn cho phép mà tham gia. Đấy. Tích lũy điểm. Cũng khó nhỉ, không biết là hold bao nhiêu nữa cơ. Ta càng giữ nhiều tài sản thì trong ví thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều IDO. Đấy, khá là. Đây là phạm vi A, đây nó có ảnh chụp đây này. Như vậy là anh em nắm giữ từ 1.000 đô thì anh em sẽ điểm IDO đạt được là 1.000 điểm, hơn 100 điểm nữa. Đây, nó sẽ có cái ảnh chụp nhanh nắm giữ tài sản. Đấy, đây là cái phạm vi nắm giữ. Và đây chương trình giới thiệu bạn bè này. Đấy. Như vậy là nếu mà anh em càng nhiều tiền thì sẽ càng nhận được nhiều điểm, và qua đó thì nhận được càng nhiều coin. Đấy. Thì cái này link này mình sẽ dẫn cho anh em để chúng ta đọc được cái phần này nhé. Đó. Rồi ok. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi cái phần này. Đó, thì nắm giữ tài sản. Ngoài ra đấy, nếu như mà cái phần còn cả phần quy đổi nữa, tức là nó sẽ còn một cái thể thức nữa, đó là thể thức non-winning, tức là chúng ta không chiến thắng ấy. Thì những cái user mà chúng ta không chiến thắng mà ở bậc 3, 4 bỏ lỡ số thì tham gia vòng FCFS. Đấy. Thì vòng FCFS này ấy, thì những cái tham gia và các hành vi không công bằng tham gia đăng ký tài khoản đây này. Thì FCFS này thì các bé còn thừa sau ổ số ấy, tức là những cái người mà trúng thưởng nhưng mà hoặc là những bé còn thừa ấy mà người ta không quy đổi ấy, thì anh em sẽ được tham gia vào vòng FCFS. Đấy, với vòng FCFS này thì các bạn sẽ có cơ hội để có thể là mua được token từ IDO. Đấy, đây là một cái quy định mới. Và trong chương trình IDO này còn rất nhiều cái điều mà chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu, nhưng mà mình sẽ ghi rất là chi tiết và cụ thể cho anh em người ta hiểu được. Chắc là chúng ta sẽ thắc mắc ở cái quan trọng nhất, đấy chính là nắm giữ bao nhiêu tài sản để có thể nhận về IDO và tỷ lệ chia điểm các thứ nhé. Thì mình sẽ có cái bài và video cụ thể cho anh em để chúng ta hình dung được. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn, giờ tiếp theo.